chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc sống xung quanh chúng ta còn vô vàn điều mới là thú vị và vô cùng bí ẩn. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn đi khám phá những điều mới mẻ và bí ẩn đó. Để không bỏ lỡ những thông tin chi tiết từ kênh của chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi đến với phần thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay nhé. Kỳ lạ gia đình dị biệt cả ba thế hệ đều có tới 24 ngón tay chân. So với những người bình thường có 20 ngón, cuộc sống của những thành viên trong gia đình có tới 24 ngón tay chân ở miền Tây vô cùng đặc biệt và kỳ lạ. Trong xã hội, người có tới 24 ngón tay chân quả thật rất hiếm với những bất thường trên cơ thể như vậy đã gây nên sự hiếu kỳ đối với nhiều người. Tại An Giang đã xuất hiện gia đình nổi tiếng với đặc điểm đặc biệt này, đó là có 24 ngón cả tay và chân di truyền từ đời này qua đời khác. Điều đặc biệt ở gia đình này khiến họ tự nhiên nổi tiếng là bởi cả ba thế hệ trong gia đình ông Trần Thanh Tòng, 49 tuổi, ngủ ở Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đều sở hữu 24 ngón tay và chân vô cùng kỳ lạ. Ông Tòng kể, đời ông nội anh trở về trước thì mọi thành viên trong gia đình đều bình thường, chưa xuất hiện tình trạng như trên. Đến đời mình thì có bốn anh chị em nhưng chỉ có ông và người chị thứ hai là bà Trần Thị Tuyết Mai 60 tuổi, thừa hưởng di truyền sáu ngón ở các bàn tay, bàn chân từ cha là cụ Trần Văn Đồng. Sau này đến lượt con gái của ông Tòng là em Trần Thị Thanh Tuyền, học lớp 6 trường Trung học cơ sở Bình Long là thế hệ thứ ba cũng có 24 ngón tay và chân. Những thành viên trong gia đình, cả sáu ngón đều mọc đều đặn như nhau, chứ không mọc nhỏ giống cục thịt thừa. Họ vẫn điều khiển được tất cả các ngón tay, ngón chân của bản thân như bình thường, không hề bị động. Việc cầm nắm đồ vật, sinh hoạt thông thường cũng không gặp khó khăn gì. Ngoài việc phải lựa chọn những cỡ giày dép to hơn bình thường, ông Tòng gặp phải một số khó khăn như khi đi thi bằng lái xe gắn máy, Ông kể phải thuyết phục mãi người ta mới cho thi và cấp bằng với lý do cơ thể khuyết tật dù bản thân điều khiển xe thành thạo. Hoàn cảnh gia đình thì nghèo khó vì ít học từ nhỏ nên ông Tòng kiếm sống bằng nghề xe ôm. Ngoài việc phải lo cơm áo gạo tiền hàng ngày, ông còn phải để dành dụng tiền lo cho con gái đang tuổi đi học. Ông buồn rầu chia sẻ rằng, điều làm tôi băn khoăn nhất là con gái tôi, Sợ đặc điểm cơ thể của gia đình có thể ảnh hưởng đến hôn nhân hay tương lai của con. Tôi cũng từng có ý định đi bỏ bốn ngón tay, ngón chân thừa nhưng thấy chi phí tốn kém, gia đình không có điều kiện nên lại thôi. Em Tuyền con gái anh Tòng kể, ban đầu khi đi học do có sự bất thường về đặc điểm cơ thể nên Tuyền thi thoảng cũng bị một số bạn bè trêu đùa. Tuy nhiên sau đó thì mọi người thông cảm và dần không còn trêu em nữa. Dù chưa có ai công nhận là kỷ lục, nhưng có lẽ những thành viên trong gia đình ông Tòng là những người nhiều ngón nhất ở nước ta hiện nay. Đến nay chưa có những nghiên cứu cụ thể của những người thừa ngón có di truyền cũng như cách để chữa trị tình trạng trên, nhưng việc di truyền này cũng thường không kéo dài mãi mãi mà chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Hy hữu em bé 3 tháng tuổi có tổng cộng 31 ngón tay và ngón chân mắc hội chứng đa ngón tay, ngón chân, em bé đặc biệt này hiện đang phải đối mặt với một ca phẫu thuật đắt đỏ. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2016, báo chí Trung Quốc rầm rộ đưa tin về hình ảnh một em bé khoảng 3 tháng tuổi, từ khi sinh ra đã có tới 31 ngón tay và ngón chân, khiến nhiều người tò mò chú ý. Được biết, cậu nhóc này tên là Hồng Hồng, Lúc đó đã được 3 tháng tuổi, sinh ra tại Hồ Nam, Trung Quốc. Từ khi chào đời, bé Hồng Hồng đã có tới 15 ngón tay và 16 ngón chân. Bàn tay phải của bé có 8 ngón, tay trái có 7 ngón, bàn chân bên phải và trái đều có 8 ngón, nhưng điều đặc biệt là cả tay và chân của bé Hồng Hồng đều không có ngón cái. Tất cả các ngón chân và tay đều có xương riêng biệt. Theo các chuyên gia bác sĩ, cứ khoảng 1.000 trẻ em thì mới có một em mắc bệnh dị tật thừa ngón, nhưng việc thừa nhiều ngón như bé Hồng Hồng thì quả là điều cực kỳ hy hữu. Anh Châu Trân Linh, cha của Hồng Hồng chia sẻ, Vợ tôi cũng bị dị tật thừa ngón tay, nên khi mang thai Hồng Hồng, chúng tôi đã thường xuyên tới các bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ đều kết luận rằng thai nhi phát triển bình thường, không có gì khác lạ. Ấy vậy mà... Giáo sư bác sĩ Lưu tại bệnh viện Nhi khoa chỉnh hình Hồ Nam cho rằng, hiện tượng của bé Hồng Hồng là ca hiếm gặp, ngay cả việc làm phẫu thuật chỉnh hình cho em bé cũng sẽ khó khăn chứ không hề đơn giản. Chưa kể, việc phẫu thuật dị tật ngón tay thì nên thực hiện tốt nhất vào khoảng 6 tháng tới 1 tuổi. Gia đình anh Châu Trân Linh tỏ ra vô cùng vui mừng trước thông tin con trai mình có thể được chữa trị và trở về bình thường, nhưng rồi, số tiền mà họ phải chi trả cho ca phẫu thuật lại không hề nhỏ các bác sĩ chuẩn đoán rằng hồng hồng mắc polydactylim, chứng bẩm sinh gây dị tật thừa ngón tay và ngón chân, có thể xảy ra ở người hoặc một số loài động vật như chó và mèo. Theo Tổ chức Chăm sóc Sức khỏe Atlanta ở Georgia, dị tật thừa ngón không phải bệnh hiếm gặp có thể xảy ra ở một trên một ngàn trẻ. Thông thường các ngón thừa sẽ được phẫu thuật cắt bỏ nhưng chi phí rất đắt. Các bác sĩ đã đưa ra những lời khuyên khác nhau cho gia đình, một số nói rằng các phẫu thuật phức tạp hơn nhiều vì hồng hồng đòi hỏi không chỉ loại bỏ các ngón tay và ngón chân phụ mà còn cần xây dựng lại các ngón tay cái. Theo Medical News Today, polydatilim là tình trạng một người được sinh ra có thêm ngón tay chân trên một hoặc cả hai bàn tay và bàn chân của họ. Polydatilim có thể xuất hiện ở nhiều dạng, khối u nhỏ, nổi lên của mô mềm không chứa xương gọi là nubbin. pin một phần ngón tay hoặc ngón chân hình thành có chứa xương nhưng không có khớp ngón tay hoặc ngón chân hoạt động đầy đủ với các mô xương và khớp polidatilim có thể di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác hình thức này xảy ra trong sự cô lập có nghĩa là một người có thể không gặp bất kỳ triệu chứng nào liên quan khi không phải là di truyền polidatilim có thể xảy ra do sự thay đổi gen của thai nhi trong bụng mẹ Ngoài ra một số bằng chứng cho thấy yếu tố môi trường đóng vai trò trong các trường hợp mắc polidatilim. Nghiên cứu năm 2013 khảo sát 459 trẻ em ở Ba Lan mắc chứng bệnh này không do yếu tố di truyền cho thấy. Nó xảy ra nhiều ở trẻ có mẹ mắc bệnh tiểu đường, nhẹ cân khi sinh, mẹ bị nhiễm trùng đường hô hấp trong 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ bị tiền sử đồng kinh. Đối với việc điều trị polidatilim, phẫu thuật là phương pháp phổ biến được khuyến khích. Nó không chỉ loại bỏ các khiếm khuyết mà còn tạo ra tính thẩm mỹ cho bàn tay hoặc bàn chân. Ở hầu hết các trường hợp, các ngón thừa được loại bỏ trước khi trẻ 2 tuổi. Điều này giúp trẻ biết cách sử dụng bàn tay và đi vừa dày. Người lớn mắc polydactylim được phẫu thuật để cải thiện vẻ ngoài hoặc chức năng của bàn tay và bàn chân.